Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự và cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa tổ dân phố 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Công trình nhà văn hóa tổ dân phố số 14, phường Đồng Tâm do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Hào Gia đảm nhận thi công với tổng vốn đầu tư trên 2,8 tỷ đồng, diện tích xây dựng trên 200 m2 với các công trình phụ trợ bao gồm sân thể thao, lắp đặt các trang thiết bị nội thất. Quá trình thi công trình đã nhận được sự ủng hộ về kinh phí của các tổ chức, cá nhân, các hộ xung quanh tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Sau 5 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo tiến độ, kỹ, mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân tổ dân phố số 14. Tại lễ khánh thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 14. Nhân dịp này, ngân hàng BIDV chi nhánh Yên Bái đã trao thẻ và mã QR của ngân hàng cho 16 chi bộ và tổ dân phố trên địa bàn phường Đồng Tâm. Sau khi cắt băng khánh thành công trình, các đại biểu và nhân dân đã tham quan nhà văn hóa và trải nghiệm các hoạt động chuyển đổi số.